tiện làm việc, cho nên Bông nghĩ rằng là Bông sẽ biến cô gái này trở thành một cô gái rất là thú vị, màu sắc một chút. Không biết là nhân vật của chúng ta đang chọn lựa chọn trang phục như thế nào. Bây giờ Bông sẽ mời ngay cô gái đó ra và mình thử xem lựa chọn của cô ấy sẽ như thế nào nhé. Rồi, xin mời Mai. Đây là lựa chọn của em đúng không? Dạ đúng ạ. Lưu Tuyết Mai, 30 tuổi, quê quán Bảo Lộc, xuống thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Với công việc thợ uốn tóc, nhưng Tuyết Mai ăn mặc lượm thượm rất nam tính. Với các khách quen hay gọi cô là thánh sống ảo, bởi trên mạng xã hội và ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau. Theo như lời chị Lan có gửi gắm thì chị thấy là em phải thay đổi rất nhiều đấy. Làm đẹp mà mình không có được đẹp thì người ta sẽ nhìn mình thì nói chung là với một ánh mắt khác đúng không? Em cũng rất là muốn tham gia chương trình để thay đổi bản thân mình hơn một chút. Là mình suốt cả ngày cứ liên tục ở trong tiệm vậy thôi? Dạ đúng rồi chị, em chỉ có ở tiệm thôi ạ. Không có thời gian đi tập thể dục hay là gì luôn? Dạ không. Làm xong rồi chị có ngủ thôi chứ giờ đó cũng khuya rồi, đâu có đi đâu đâu. Với lại cũng không có bạn bè gì ở đây nên em chả đi đâu nhiều. Nhưng mà chị cũng chưa biết rõ là bây giờ Mai đã có người yêu chưa nhỉ? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Vâng. Vậy là mục đích tham gia chương trình là có tí mục đích đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là cái gì nó cũng có mục đích hết đó chị. Mình xong rồi ha? À dạ dạ. Ok, thế thì qua bên này mình chẳng được gì khác. Nó bởi vậy nhìn bà chủ như này mà nhìn nhân viên như này chịu nổi không? Nói nó hoài chứ mà nó cứ than ế. Ừ, xong rồi suốt ngày là than ế không? Em có thể thay đổi được cho Mai. Chị Lan muốn em thay đổi điều gì ở Mai nhất? Quần áo nè, chăm sóc lại cái làn da, mặt mày, trang điểm, make up một chút xíu. Làm thế nào mà Mai từ quê mà vào đây để làm việc? Dạ nói chung là một cơn gió độc thổi em vào đây thôi. Thì vô tình hôm đó em đi lang thang ở ngoài đây nè, ở quê mà chị xuống đây lâu lâu mới biết đường đi vậy thôi. Thì vô tình là gió nó mạnh quá, nó đổi qua đây nè. Thế thấy cái tiệm này đề là tuyển nhân viên, em vô em hỏi thì lại làm ở đây luôn. Nhưng mà trước đây là em đã từng làm công việc này bao giờ chưa? Dạ em đã làm rồi, em làm ở trên Đà Lạt á. Đà Lạt. Dạ. Từ đó đến bây giờ phong cách của em vẫn như thế này hay có gì thay đổi không? Vẫn vậy đó, cái ngày đầu tiên vô nó cũng te tô vậy tới giờ. Em cũng muốn theo chị lắm ấy chứ, mà chị thấy không, nhiều lúc mình đi làm mà chị nhân viên là làm sao có tiền bằng chủ được đúng không? Sai rồi, đẹp là do mình phải biết chăm sóc chứ đâu phải là đẹp là cứ phải có nhiều tiền. Chưa, đúng rồi, câu này quá chuẩn này. Đẹp là không do phong cách chứ đâu có phải là do... Nhưng mà bình thường em xoay qua hàng ngày vẫn thấy em đẹp mà. Rồi vậy thì phải nhờ Phong rồi. Phong phải cho nó soi gương cái tấm này và sau khi thay điểm thì cho là trước và sau đúng không? Để không còn chối cãi gì được nữa. Không còn biết nó là đẹp trên sau. Tại vì chị biết không, tiệm thì rất là nhiều gương. Cái sáng ngủ dậy là mở mắt em đã thấy gương rồi, thế là nên là bà mẹ em nói là cứ soi gương nhiều thì cái thấy cái là càng soi gương thì càng thấy mình đẹp. Ngày nào cũng soi á mà vẫn không đẹp được. Mày soi quá nên mày không thấy gì. Là quen luôn với cái nét xấu đó đúng không? Không, bây giờ hỏi thật là em có thực sự là em thấy em đẹp ở nhất ở điểm nào không? Chắc đẹp tâm hồn. Dạ, đẹp nhất của em hả chị? Thấy mấy chỗ nào nó cũng nhất hết trơn nên không biết cái nào gọi là đúng với là cái nào sai. Thì cái nào xấu nhất là bây giờ hỏi đẹp là nó tự nhận là đẹp hết trơn luôn á. Dạ xấu rồi chị. Tại vì đẹp nhiều quá, cái gì cũng đẹp hết rồi nên không có cái xấu. Cái gì cũng đẹp hết rồi nên không có cái xấu. Mình để khách quan thì chị Lan nhận xét đi. Nó đẹp lắm em, nó đẹp cái là mái nó nè, không có đẹp nè. Cái mặt nó nè, cái da nó dày, nó không biết che khuyết điểm cho nó nè. Mặt mày nè, nói thì nói, không nói thì thôi nè. Cái lông mi thì thấy gớm nè. Đẹp hay không là mọi người nhìn nhận đúng không chị? Tại vì chị biết công việc của em á, thì thường xuyên tiếp xúc với lại hóa chất, với thuốc, đồ này cái kiểu. Nên nhiều lúc mà cũng muốn mặc đồ đẹp, nhưng mà mặc đồ đẹp thì tiếc, với lại sợ nó hư á. Chứ không phải là không muốn đâu, với lại nhưng mà giống như hồi xưa tới giờ em cứ thoải mái như vậy nó quen rồi. Nên em không có biết là cái style nào nó mới hợp với em, những cái phong cách nào nó mới hợp với em cho nó đúng. Chọn qua chọn lại, chọn hết ngày, chưa chọn được. Lần đầu tiên mà nhân vật nói mà MC chỉ biết câm lặng đó, không biết nói một lời nào hơn đó. Lần đầu tiên mà có nhân vật mà làm cho MC nín thinh không biết nói gì. Thật sự là em rất có nét, nhưng mà bởi vì em thường xuyên bỏ bê cái gương mặt mình quá, cho nên là cái làn da nó không được đẹp, có nhiều tàn nhang và cái nốt một chút. Nên là cái này mình sẽ phải khắc phục đó. Thế bây giờ mình sẽ làm cái bước đầu tiên, đó là đi thăm cái tủ đồ của em. Vì chị biết là em sống luôn ở đây đúng không? Dạ em ở thì đây. Chị muốn xem qua trang phục thường ngày em mặc. Đồ đẹp thì em thì nói chung là cũng không có gì nhiều hết, cũng bất đồ. Ok, vậy dạ. Mình đi xem luôn ha. Dạ, đây là chỗ ngủ của em và chỗ ở của em.
Tại vì em thì xuống dưới đây và không có chỗ thì em ở tại đây cho nó tiện. Nói chung là cũng ở chung á, nó cũng đồ đạc thì hạn chế bớt nên em cũng không có cái gì nhiều luôn. Có vài ba bộ đồ à chị. Thường thường áo của em bận thì là áo thun như vậy không ạ? Đây là cái vết làm việc đúng không? Dấu vết làm việc đúng không? Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Ngoài những cái áo như thế này thì em còn mặc em thì chỉ có form này và mặc quần sọc thôi chị ạ. Lâu lâu thì sọc sọc vô cho vui vậy thôi chứ cũng không có thấy thích lắm. Ủa vậy đi ra ngoài thì em cũng mặc như này luôn? Cũng nói chung là cũng không có đi đâu. À, quần áo của em đa phần là chỉ có quần sọc và áo thun như vậy thôi. Ừ nhưng mà chị thấy trên Facebook của em hình ảo lắm, rất là nhiều đồ đạc rồi váy vóc nọ kia. Dạ nói chung là mình phải lừa tình một chút chứ, muốn kiếm chồng thì lừa tình thôi, nhưng mà cái này là sống thật. Dạ này là đang sống dạ thật. Còn Facebook là mình sống ảo. Tại sao em không mặc những cái váy kiểu như nó rộng rãi và nó cũng thoải mái cho mình khi mà đi? Em cũng thích mặc váy lắm nhưng mà công việc của em thì đứng lên ngồi xuống thì lúc nó cũng hơi bất tiện á, chứ anh nói thật là em cũng rất là thích mặc váy, em còn bánh bèo mà. Ừ, thế thì tiện thể hôm nay mình sẽ thử thay đổi cái đó luôn ha. Dạ. Nếu như mình đã xem tủ đồ của em như thế này rồi thì ngay sau đây mình sẽ đi tới một cái shop thời trang để chị xem thử ngoài cái việc mà em mặc mấy cái áo thun rộng oversize như này thì em còn mặc cái gì đẹp hơn nữa nhá. Với nhân vật đầy cá tính này, stylist bông chuẩn biến hóa cô ấy ra sao? Đồng hành cùng tự tin để đẹp hôm nay là thương hiệu Trendy Again, xu hướng thời trang cho phái đẹp. Trendy Again là thương hiệu thời trang thiết kế được phái nữ cực kỳ ưa chuộng về sự thanh lịch cuốn hút mà đầy trẻ trung của các cô nàng công sở. Với mong muốn đúng như tên thương hiệu, những thiết kế của Trendy Again sẽ đưa các nàng quay về với tuổi 20 một lần nữa. Rồi hôm nay chị đưa em đến một cái shop thời trang này. Họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều phong cách và cũng như nhiều những cái món đồ màu sắc cũng rất là nhiều. Thì hôm nay chị sẽ đưa ra một cái thử thách cho em là em hãy chọn hai cái bộ trang phục mà em thấy rằng là em mặc đẹp nhất. Mai là một cô gái có cái nhìn hơi tròn trĩnh một chút. Tuy nhiên là cái số đo tỷ lệ cơ thể của bạn ấy không quá là mập, cho nên là Bông nghĩ rằng là Bông sẽ chọn cho bạn ấy những cái bộ trang phục nó có cái độ dài vừa phải để không làm cho bạn ấy bị quá lùn, và cái màu sắc cũng sẽ tươi sáng hơn một chút, bởi vì cô gái này rất là đáng yêu nhưng mà lại luôn luôn nghĩ rằng là ở trong cái không gian làm việc của mình phải chọn những cái trang phục nó xấu để cho nó tiện làm việc, cho nên Bông nghĩ rằng là Bông sẽ biến cô gái này trở thành một cô gái rất là thú vị, màu sắc một chút. Không biết là nhân vật của chúng ta đang lựa chọn trang phục như thế nào. Bây giờ Bông sẽ mời ngay cô gái đó ra và mình thử xem lựa chọn của cô ấy sẽ như thế nào nhé. Rồi, xin mời Mai. Đây là lựa chọn của em đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể cho chị biết lý do vì sao mà em lại lựa chọn hai bộ trang phục như này không? Thứ nhất là em thấy nó thoải mái khi bận. Thứ hai là em cảm thấy là nó sẽ che được một số khuyết điểm ở trên cơ thể em. Ví dụ như là em hơi tròn người một chút xíu á, cánh tay sẽ hơi thô, với lại bụng cũng hơi bự một ít. Chị thấy em chọn một cái bộ trang phục không khác gì em thường ngày. Dạ, đúng không? Là một cái bộ áo thun rồi quần jean. Thực ra áo sơ mi á nó cũng có nhiều loại lắm. Khi mà em mặc áo mà nó có kẻ caro to như thế này ấy, thực ra nó sẽ chia mảng người của em ra và nó sẽ làm hơi rối cái mắt người nhìn. Chưa kể là cái màu sắc của cái áo này nó làm cho gương mặt của em nó không được sáng, bởi vì nó gần giống như là cái màu tóc của em. Đó, nó sẽ làm tối đi cái làn da của em, cho nên là việc lựa chọn màu sắc cũng rất là quan trọng. Và chị thấy cái việc màu đen nó cũng là một cái màu an toàn, tuy nhiên thì nó quá là nhàm chán rồi. Vậy thì chúng ta cần phải thay đổi. Chị muốn rằng là em sẽ trở nên màu sắc hơn, giống như là con người bên trong của em. Em rất là thú vị, em rất là đáng yêu, tại sao không thử nhiều màu sắc hơn? Ngay bây giờ mình sẽ thử những cái trang phục khác nhau để xem em sẽ hợp với cái phong cách nào nhất nhá. Và nơi tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật chính là Hitomi Beauty Salon, với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa smartphone, makeup and hair, duỗi uốn nhuộm, đảm bảo quý khách hài lòng với giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở Hitomi Beauty Salon và hôm nay thì Bông tới đây để thay đổi ngoại hình cho bé Mai. Và đây là Quyên. Quyên ơi, bình thường á Mai cũng là một chuyên viên làm tóc, cho nên là không biết là hôm nay Mai có chịu để cho chúng ta thay đổi hay không, nhưng mà bằng bất cứ giá nào chúng ta phải thay đổi cô gái này để cho cô ấy bình thường rất hay dùng app điện thoại nha.
thì bây giờ có thể nào mà dùng ít app điện thoại lại hơn mà vẫn xinh đẹp được không? Tóc của bạn thì cơ bản là cũng đã ngắn rồi, nhưng mà em cũng sẽ biến tấu một chút xíu để cho mình thay đổi hơn kiểu tóc nè, cả phong cách trang điểm luôn. Về bạn này thì nếu mà được thì mình chủ yếu mình sẽ nhấn vào cái phần đôi môi. Style thì mình nghĩ là sẽ hôm nay sẽ cho bạn một ít cá tính một tí, nhưng mà chủ yếu cái tông hôm nay là thiên về sexy nhiều hơn để tôn thêm cái phần nữ tính của bạn, nhưng mà trong đó vẫn thể hiện được cái nét cá tính luôn. Bởi vì bình thường bông thấy là ở khi mà lúc làm việc á, Mai lúc nào cũng để mặt mộc như này, bởi vì do phạm trù công việc thì cũng phải gặp nhiều người, nên là Quyên có thể tư vấn thêm một chút nếu như mà bình thường làm cách nào để nhanh nhất mình làm đẹp mỗi ngày được không? Nếu mà mình muốn cho mình có một cái điểm nhấn hơn gương mặt á, để sử dụng thường ngày thì bạn có thể chủ yếu là mình kẻ một ít mắt nước. Nhưng mà về cái màu son á, thì bạn có thể chọn những cái màu son cho nó hơi cá tính một tí xíu. Đúng rồi, nổi bật, vừa tôn lên cái làn da và nó cũng phù hợp với cá tính của bạn luôn. Tại vì da của Mai cũng hơi nhiều đồi mồi, cho nên chắc mình sẽ sử dụng những cái phấn nền nước để cho dễ tiện đúng không? Nếu mà bạn thì mình nên sử dụng những cái dòng cushion hoặc là BB cream hoặc là CC. Nhưng mà với da của bạn thì mình nên chọn những cái dòng BB cream nhiều hơn, thì nó sẽ che được khuyết điểm và đúng là điều trị độ che phủ nhiều hơn. Với lại nhìn da của mình nó cũng sẽ tự nhiên, nó không có bị dày quá so với những cái foundation khác. Làm việc rất dài cùng với Tuyết Mai, lựa đồ, make up và hair thì cuối cùng cũng đã ra được thành phẩm. Và Quyên ơi, khi mà thay đổi cho Tuyết Mai ấy, thì Quyên có thấy có điểm gì khó khăn, điều gì mà Quyên thấy thích ở Tuyết Mai không? Điều khó khăn đó là tóc của chị Mai cơ bản là đã ngắn sẵn rồi. Thành ra làm sao mà để làm một cái kiểu tóc khác để cho nó thay đổi hơn với lại cái ngoại hình trước đó thì nó sẽ khó hơn là những bạn dùng từ tóc dài mình thay đổi lên tóc ngắn chẳng hạn. Nhưng mà điều thú vị là cùng chung một ngành nên là cũng có nhiều cái để nói chuyện hơn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ hỏi ngay nhân vật Tuyết Mai ở đây. Cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc em tại là rất là vui với hình tượng mới mẹ của mình, và em thấy rất là ok. Lúc mà xây ghế lại thì nhìn mình trước gương, với hàng ngày thì ngày nào em cũng nhìn gương mà, nhưng mà hôm nay nhìn gương theo một cái cảm giác là khác. Cái hình tượng rất là mới mẻ và rất là thích ạ. Lần đầu tiên nhìn vào gương thấy mình như này đúng không? Dạ đúng rồi. Chị nghĩ rằng là với phong cách này thì không có gì là mới lạ đối với em, bởi vì là công việc của em là thường xuyên phải tiếp xúc với những người đẹp rồi làm những cái phong cách khác nhau. Thế nhưng mà với bản thân em thì chị nghĩ đây có lẽ là trải nghiệm rất là thú vị, và chị hy vọng rằng là sau chương trình này em sẽ có nhiều tinh thần và sự cổ vũ hơn để có thể cho mình cái động lực làm đẹp mỗi ngày. Thông thường thì chương trình luôn có người nhà của nhân vật tới tham gia chương trình. Hôm nay thì không có người nhà của em đây, bởi vì là nhà em khá xa. Vậy thì nếu như mà có thể thì em muốn ai sẽ là người đầu tiên nhìn thấy diện mạo như này của mình? Có lẽ là mẹ em. Tại vì mẹ rất là hy vọng là có một ngày thấy con gái của mình nó nữ tính hơn một chút xíu. Rồi đây là niềm hy vọng của mẹ đúng không? Vậy thì nếu như mà thế thì chị có một ý kiến như này, mình có thể gọi FaceTime cho mẹ để mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ được không? Được. Em rất là muốn gọi cho mẹ để thông báo. Ok, vậy thì em gọi luôn đi. Hello mommy. Con chào cô. Con là MC của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Và ngày hôm nay Tuyết Mai là nhân vật của chúng con, và Mai rất là muốn chia sẻ hình ảnh hiện tại bây giờ của cô ấy sau khi thay đổi với cô. Mai nói rằng là cô là người mà Mai yêu quý nhất và cũng là người mà Mai muốn cô nhìn thấy đầu tiên. Thì không biết cảm xúc của cô hiện tại như nào khi mà nhìn Tuyết Mai trong hình ảnh như thế này ạ? Nhìn phong cách nhìn đẹp lắm, thay đổi, nhìn thấy thay đổi khác hẳn liền rồi đấy. Vẻ có vui và hài lòng. Cô có muốn sau này Tuyết Mai cứ mãi như này không cô? Nếu được mãi như vậy thì càng tốt chứ sao? Trước giờ Tuyết Mai đã đưa bạn trai về nhà bao giờ chưa cô? Bởi vì là con thấy rằng là Tuyết Mai tham gia chương trình với mục đích là kiếm chồng, kiếm con rể cho cô đấy ạ. Kiếm một anh rể nào mà cho nó chuẩn tí xíu là được, có sao đâu. Nhìn phong cách này thì lạ, đẹp,
Cảm ơn má hôm nay đã tham gia chương trình cùng với con. Thay mặt chương trình thì con cảm ơn cô. Con cũng hy vọng biết mai sau này có thể luôn luôn cho mình cái thời gian để làm đẹp hơn và yêu bản thân nhiều hơn. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi. Cảm ơn cháu nhiều nha. Bye bye mami. Với cái hình ảnh này thì em cũng trước tiên là em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em đến với chương trình này và để thay đổi bản thân mình. Và rất mong là sau em nữa thì sẽ có rất là nhiều bạn để tự tin đến với tham gia với chương trình của mình để có thể là nhận diện mình sau đó để biết đường thay đổi bản thân mình hơn.